Dominita cùng với Darren Lock là những người đã nhảy lên. Như vậy là đã có va chạm, đã có xô xát giữa cầu thủ hai đội. Máy quay đã quá tập trung vào những hình ảnh ăn mừng của các cầu thủ Malaysia. Sau đó là những hình ảnh quay chậm tình huống ghi bàn. Chúng ta vẫn chưa biết rõ thực sự điều gì đã xảy ra sau đó. Panza là người đã phạm lỗi dẫn tới quả đá phạt. Và có vẻ như bàn thắng đã không được công nhận. Bảng tỷ số đã lại hiện lên là 1-0. Trước đó chúng ta cũng đã thấy được tình huống của trọng tài Kim Dae-yong. Thì ông cho rằng đã có một cú giật trỏ.